Kinh văn: Lại nữa, này Phổ Quản, nếu có người nữ nào chán thân xấu xí và nhiều bệnh tật, đến trước tượng của Địa Tạng Bồ Tát, chí tâm chiêm lễ trong chừng một bữa ăn, người nữ đó trong ngàn muôn kiếp sẽ được thọ sanh thân hình tướng mạo viên mãn. Người nữ xấu xí đó nếu không nhàm chán thân nữ, thì trong trăm ngàn muôn ức đời thường làm vương nữ cho đến vương phi, hoặc con gái dòng dõi tể phụ, đại quan, đại trưởng giả, đoan chánh, thọ sanh các tướng viên mãn, do chí tâm chiêm lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát mà được phước như thế. Lược giảng, Đức Phật dạy tiếp: Lại nữa, này Phổ Quản, nếu có người nữ nào chán thân xấu xí và nhiều bệnh tật, trên thế gian này cùng là con người, nhưng tại sao có người thì tướng mạo đẹp đẽ xinh xắn, có người lại xấu xí cục mịch, hoặc có người thì thân thể khỏe mạnh, có người lại ốm đau gầy gò? Vì lẽ gì mà có những sự khác biệt như thế? Có 10 nghiệp dữ, thập ác nghiệp, khiến cho tướng mạo con người bị xấu xí. Những gì là 10 nghiệp dữ? 1. Thường hay phẫn nộ, thích sanh lòng căm phẫn. Chữ phẫn này là một trong 20 thứ phiền não, còn nộ là phát cáo, nổi giận. Người nữ đa số dễ nổi nóng, dễ giận hờn. Tuy rằng không phải người nữ nào cũng như vậy, nhưng phần đông thì đều là dễ nổi giận. Họ có thể vì một cây kim hay một sợi chỉ mà nổi tam bành, tức tối. Nổi giận, nổi nóng là đặc tính của người nữ. 2. Trong lòng thường chất chứa một mối hiềm nghi và ghét hận. Người nữ thường có tánh đa nghi, cái gì cũng hoài nghi cả, lại còn có thêm lòng phẫn hận nữa. Họ hận người, cho rằng mọi người đều đối xử không tốt với họ, đều đắc tội với họ, đều đáng cho họ thù ghét cả. 3. Ưa nói dối, thích mê hoặc người khác, làm cho người khác bị điên điên đảo đảo, không biết sao mới phải nữa. 4. Thích não loạn chúng sanh, đa số người nữ rất thích điều này. 5. Không có lòng ái kính chân thành đối với cha mẹ, cũng có người như vậy, nhưng đa số thì không. 6. Không sanh tâm cung kính đối với nơi tôn nghiêm của thánh hiền và thiện thần. Những vị tu học Phật pháp mà chứng quả A-la-hán đều được gọi là bậc thánh hiền. Thậm chí ở trước mặt Đức Phật, ở chùa chiền, đa số người nữ cũng không sanh lòng cung kính, không có lòng cung kính chân thật. 7. Xâm đoạt tài sản ruộng vườn rất cần thiết của thánh hiền. Đây chỉ nói về một số người nữ có ác nghiệp này thôi, chứ không phải ai cũng vậy. Xâm đoạt tức là cướp lấy, chiếm đoạt một cách ngang ngược. 8. Thường dập tắt những ngọn đèn thắp trước tượng Phật ở trong chùa hoặc trong tháp thờ Phật, không để đèn tiếp tục cháy sáng nữa. Đây là hành vi thứ 8 dẫn đến quả báo xấu xí. Thật ra cũng rất ít người nữ nào lại thổi tắt đèn thắp trước tượng Phật như thế. 9. Thấy người nào xấu xí thì liền sanh lòng chê bai, khinh miệt, nói rằng: Ôi, người gì mà xấu xí quá mức, thật là chẳng ai dám nhìn. Người nữ thường có thói khinh người như thế, chính vì thấy người ta xấu xí mà khinh thường người ta, kết quả là chính bản thân mình cũng bị quả báo xấu xí luôn. Quý vị phải biết rằng, trong tự tánh của mình vốn có tấm gương thu hình. Khi quý vị nhìn thấy một kẻ xấu xí rồi sanh lòng khinh mạn, thì tất cả đều được ghi nhận và thu vào tấm gương của quý vị, và đến đời sau, quý vị phải đầu thai làm kẻ còn xấu xí tệ hơn người đó nữa. 10. Thích học theo hoặc bắt chước theo những thói hư tật xấu, ác hạnh, những hành vi không được tốt đẹp. Trên đây là 10 thứ ác nghiệp hay 10 nguyên nhân dẫn đến việc thọ quả báo tướng mạo xấu xí.